no nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính thưa chư quý vị đồng đạo thân kính đức thầy chúng ta đã dạy sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa đem thay vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức như vậy thì đây là một trong các cái điều quan trọng mà chúng tôi cũng thường nói à, trong sám thi đức thầy thì nói chung tất cả đều là những cái phương pháp tu hành là thánh ngôn luận là lời dạy của đức tôn sư đều là quan trọng tuy nhiên thì tụ trung lại thì có ba cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý hơn hết đó là sự đầu tiên của hình đạo đây là việc trước tiên chúng ta phải làm khi bước vào cái quá trình tu tập cái tiếp đến là điều cần yếu và cái thứ ba là cần nhất ở chỗ thì theo tôi nghĩ rằng đây là ba cái vấn đề mà đức thầy đã nhấn mạnh một cái chủ thể quan trọng để cho người tích đồ chúng ta cố gắng hành theo nhằm đạt được một cái kết quả viên mãn trên cái con đường học Phật tu nhân để đi đến giờ cái lộ trình giải thoát vậy thì đức thầy dạy là điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện tránh tất cả các điều độc ác điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện tránh tất cả các điều độc ác và quyết rửa tấm lòng trong sạch hay hoặc là cần nhất ở chỗ Giữ luật hàng ngày Và cái điều sự đầu tiên của người hành đạo Là cốt sự tư tưởng Như chúng tôi vừa nhắc Như vậy thì đây là một cái phương châm Hành đạo chính yếu Đầu tiên mà Đức Thầy đặt cái tựa đề là Cái 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 chủ thể quan trọng là sự đầu tiên Cho nên hôm nay Trong cái quá trình tu sửa của tất cả đồng đạo Chúng ta cốt lõi là chúng ta phải làm sao Trao sửa tư tưởng của mình cho được trở nên thánh thiện. Khi mà một khi cái tư tưởng chúng ta trở nên thánh thiện rồi, thì từ đó cái hành động, cái ngôn ngữ của chúng ta thì nhất định thì mình sẽ không gây tạo ác nghiệp. Để rồi chúng ta phải đọa lạc trầm luân trong sáu nẻo luân hồi, kính thưa đạo. Vậy thì để đạt được cái tiến trình à, trao sửa tư tưởng, có rất nhiều cái phương pháp tu hành. Tuy nhiên, chánh niệm là một cái phương pháp phải nói là hữu hiệu nhất, đạt kết quả cao nhất mà bằng chứng là ngày xưa năm neo kỳ trần như khi thực hiện cái phương pháp này ở trong đạo đế thì đã chứng được thánh quả a la hán thì như chúng ta đã biết rằng chánh niệm là một cái chánh trong bát chánh đạo còn gọi là quyển kinh nhật tụng cũng còn gọi là cái con đường giải thoát mà đức thầy đã dạy trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo tám điều chánh và sau khi diệt được thập ác rồi tự nhiên 10 điều lành hiện ra như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích thế nên cần phải hành luôn đạo bát cánh tiếp theo vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển à, trên con đường giải thoát vậy thì qua cái lời dạy trên trong Tôn chỉ thì rõ ràng đây là tám con đường giải thoát cũng là quyển kinh nhật tụng mà chúng tôi cũng đã thường nói đáng lẽ ra người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta hàng ngày phải cố gắng à, tụng đọc à, quyển à, kinh nhật tụng tức là bát cánh đạo mà đức thầy viết ba lần à, một lần trong giác mê tâm kệ một lần trong Giảng dầu bổn đạo và một lần thầy viết trong cái phần văn tản à, trong tôn chỉ hành đạo như vậy thì quyển kinh nhật tụng này gồm có 8 cái phẩm trong 37 phẩm trợ đạo tứ niệm tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát chánh đạo tuy nhiên hôm nay để hợp căn hợp cơ vào thời kỳ này đức thầy chúng ta tinh gọn lại thay vì đức phật dạy 37 phẩm thì đức thầy chúng ta chỉ dạy 8 phẩm trong tám phẩm này nó gồm đủ 37 phẩm mà chúng tôi cũng đã có trình bày cái chuyên đề về tứ dự đế à, phần 1 phần 2 thì chúng tôi cũng đã có nói rất rõ khi chúng ta nghiên cứu về tứ dự đế nhất là về đạo đế thì mình sẽ thấy được cái sự quan trọng của bác chánh đạo mà đức thầy dạy thiền lâm phật thích thở xưa kia non tuyết rèn ra bác chánh kìa phổ quá dân lành trong khắp chốn hoàng lành hoàn cầu bốn biển khắp nhân bia vậy thì bác chánh thì gồm có chánh kiến chánh tư duy chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định. thì đặc biệt hôm nay chúng ta đã trình bày cái chánh thứ bảy, tức là nó thuộc về cái hệ tư tưởng. vậy thì chánh niệm là gì? À, tà niệm, hành trạng ra sao và phương pháp hành chánh niệm được những lợi lạc như thế nào thì đó là những điều mà trong cái buổi chia sẻ hôm nay à, chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau để gặp gỡ. như vậy thì hôm nay đặc biệt thì trong cái chuyên đề này Chúng ta bàn về hệ tư tưởng, trong hệ tư tưởng này rất là quan trọng, nó cũng là cái chủ thể để xui khiến cái hành động và cái lời nói chúng ta, ngôn ngữ chúng ta phạm vào ác nghiệp, cũng như sinh ra cái công đức. Nếu như tư tưởng chúng ta tốt rồi, chân chánh rồi, thì tôi tin chắc rằng mọi hành động chúng ta, mọi cái lời nói chúng ta rất là tốt đẹp, như chúng tôi cũng thường nói, thì từ đó sẽ sinh phước. Còn ngược lại, nếu như cái nguồn tư tưởng của chúng ta mà còn tà vậy, không trong sạch, còn xấu ác thì đương nhiên hành động và lời nói chúng ta cũng theo đó mà xấu ác cho nên chúng ta mới bị đọa lạc trầm luân từ vô lý kiếp đến nay. Như vậy thì trở lại phần chánh niệm này, đức thầy dạy chánh niệm như thế nào? Thì theo đức thầy định nghĩa chánh niệm tức là ghi nhớ sự chân chánh. Như vậy thì nếu như những cái nào mà thuộc về chân chánh mà chúng ta hằng ghi nhớ đó thì cái đó thuộc về chánh niệm. Còn nếu như chúng ta hằng ghi nhớ những cái nào nó không chân chánh những cái điều nào nó tà vậy, những cái điều nào nó xấu ác, những cái điều nào nó rơi vào trong cái uh, ngoài cái việc chăn chánh thì đó gọi là tà niệm. Thì khi mà chúng ta bàn một cái khái niệm giữa chánh và tà như vậy thì đôi khi mình cũng hơi khó hình dung. Cho nên để dễ dàng hiểu hơi ra cái bộ mặt của tà niệm như thế nào. Đối lại chính niệm thì khi mà chúng ta tìm hiểu thêm cái bước thứ hai tức là cái hành trạng, uh, nguyên nhân sanh tà niệm thì quý vị sẽ rõ hơn. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm một chút ở cái chỗ là cái chữ niệm, chữ niệm là gì? đồng đạo nên nhớ chữ niệm là ghi nhớ theo cái sự định nghĩa đức thầy chữ niệm là ghi nhớ. do đó cho nên hôm nay trong cái sự niệm Phật của chúng ta cũng vậy. khi mà chúng ta nói cái từ là niệm Phật nghĩa là gì? nghĩa là ghi nhớ Nam Mô A Di Đà Phật gọi là niệm Phật. tuy nhiên trong cuộc đời hành đạo của mình thì cũng không ít đồng đạo chúng ta nhận định sai về cái khái niệm này. À, có nghĩa là thầy dạy niệm Phật là ghi nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, còn gọi là ghi nhớ Phật nhưng ngược lại đồng đạo chúng ta không niệm phật mà chúng ta đọc phật chúng ta tụng phật có nghĩa là nếu như đồng đạo chúng ta đọc ra tiếng đọc còn nhép môi thì cái đó không phải là niệm phật mà cái đó gọi là động đọc phật hoặc giả là tụng phật vì vậy cho nên đúng với cái nghĩa niệm phật thì đồng đạo chúng ta phải ghi nhớ câu lục tự ở ngay cái tại nơi đái tâm hồn của mình thì cái đó có thuộc về cái lĩnh vực là chánh niệm thì nói chung trong cái sự chánh niệm thì theo tôi nghĩ rằng không có gì bằng câu lục tự Câu lục tự là chân chánh hơn hết Thì một lát nữa chúng ta bàn về phương pháp thực hành Thì mình sẽ bàn nghiễn hơn về vấn đề này Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi chỉ nói cái khái niệm về từ niệm á. À, Nhân đây chúng ta bàn là Đức Thầy Thì muốn khái niệm về cái chữ niệm để đồng đạo chúng ta rõ hơn trong sự niệm Phật Cho nên thường ngày thì tôi cũng, cũng có nhắc nhở là Đức Thầy Tức là lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm Vậy thì khi cầu nguyện và chúng ta niệm Phật niệm trong tâm thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi là niệm Phật đúng theo cái sự cầu nguyện để được cái sự cảm ứng của bề trên. Bởi vì đối với các bậc bề trên thì chúng ta biết rằng đối với các ngài thì các ngài là chỗ vô tướng cho nên chúng ta phải dùng cái chỗ vô tướng à, tức là vô âm thanh trở đến cái chỗ gọi là sắc không đó. Vậy thì mới cảm ứng được với các bậc bề trên. Đó là chúng tôi cũng nói thêm như vậy. Như vậy thì trở lại hôm nay trong cái phần à, tà niệm này bởi vì ở trong bát chánh đạo của Đức thầy thì có chánh thì đương nhiên cũng có tà vì vậy cho nên hôm nay ngoài cái vấn đề chánh ra thì để hành được cái chánh thì cái quan trọng nhất là chúng ta cũng phải hiểu cái tà khi đồng đạo hiểu được các điều tà biết được các điều tà thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ chúng ta sẽ không dám phạm điều tà thì đồng nghĩa gì chúng ta làm điều chánh cho nên cái yếu tố để thực hiện được cái điều chánh thì chúng ta phải biết được nhận diện được cái bộ mặt của tà và cũng biết được một số tai hại của tà cho nên từ đó nó sẽ răng đe à, nó sẽ làm một cái rào trắng để chúng ta không có phạm vào cái cái tà thì nói chung là cả bát tà thì ở đây nói riêng là về cái tà niệm vậy thì lời đức thầy cho biết rằng thế này là tà nè nếu mà chúng ta không hiểu được cái bộ mặt của tà niệm thì nhiều khi chúng ta nghĩ là lệch lạc à, theo cái quan điểm của cá nhân của chúng ta đó thì thường thường mình nghĩ tà là những cái điều dục vọng tà vậy những cái điều ham muốn những cái điều phải nói là hại người là tà. À, tuy nhiên chứ hẳn là vậy. Bởi vì khi mà chúng ta nghiên cứu và là Đức thầy ở cái chỗ nguyên nhân hành trạng của tà niệm thì mình thấy rằng cái khái niệm của tà niệm nó rộng lắm đồng đạo à. Ngoài cái việc những cái tư tưởng tà dại trong cái sự dục vọng ham muốn trong cái tình ái, ngoài cái sự tính toan những cái tư tưởng tính toan giết hại chiếm đoạt mưu kế âm mưu sâu độc của mình à, đối với cái khác đó là tà là đương nhiên thì bên cạnh đó những cái tư tưởng giàu rằng nó không rơi vào ở cái chỗ dục vọng ham muốn giàu rằng nó không rơi vào cái chỗ tính toán buông hại à, tuy nhiên những cái tư tưởng đó nó rơi vào danh lợi thì đó là tà thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu như vậy thì hành trạng của tà niệm như thế nào thì đức thầy dạy là còn cũng tưởng mất cũng tưởng có cũng tưởng không cũng tưởng thành cũng tưởng bại cũng tưởng thương cũng tưởng ghét cũng tưởng thì đây là 8 cái điều mà có thể chúng ta hiểu về lý của từ thì tám điều này cũng có thể gọi là tám cái ngọn gió mà theo nhà Phật gọi là bát phong bát phong thì ngoài cái cái chỗ lợi sư quỷ giữ sưng cơ khổ lạc mà chúng tôi thường trình bày thì đây cũng là tám cái điều đó bởi vì dầu rằng lợi sư quỷ giữ xưng cơ khổ lạc thì nó khác về ngôn từ nhưng mà đi sâu vào cái nghĩa lý thì cũng không ngoài tám cái sự tưởng nhớ này chính vì tám sự tưởng nhớ này mà nó làm tâm cho chúng ta đục chính vì tám cái sự tưởng nhớ du dơ không thiết thực này mà nó làm chúng ta phải sanh tử luân hồi. Chính vì sự tưởng nhớ đó mà nó khiến cho hành động của chúng ta, nó khiến cho cái lời nói chúng ta phải phụng sự cho nó, làm toi mọ cho nó để rồi chúng ta tạo nghiệp, để rồi chúng ta chuyển luân trong dòng sanh tử luân hồi nó không hết. Vậy thì ở đời này cũng có những cái chúng ta thấy nó vô lý đồng đạo ạ à? Mình phí cái thời gian ghi nhớ vào cái chuyện phi lý. Cho nên thí dụ thầy dùng cái từ còn cũng tưởng thì cái còn là những cái mình đang hiện hữu đang thấy đó thí dụ giờ mình không tưởng tới nó thì nó cũng còn đó đâu có mắt à, tuy nhiên đó là chúng ta nói những lý thuyết cái thật ra chắc ra khi mình yêu mến trìu mến vật gì đó thì cái điều đó nó còn của mình đó mà chúng ta vẫn tưởng nhớ cái điều đó vẫn chặt chịa vẫn giữ gìn sợ nó mất rồi mất cũng tưởng đáng lẽ mất là nó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi dầu rằng chúng ta có tưởng có thương có nhớ rồi đi chăng nữa thì xin thưa rằng cũng không có không có tìm lại được Thí dụ như bây giờ một cái vật gì đó mình bị người khác đánh đánh cắp hoặc là người thân của mình đã đi vào cái cõi vĩnh hằng rồi thì dầu hôm nay chúng ta có tưởng có nhớ có than có thở cỡ nào nhưng xin thưa rằng người đó không sống lại được và cái của đó không thể nào trở lại cho chúng ta được vì vậy cho nên cái sự tưởng của cái mắt này nó làm cho chúng ta rất là uổng phí thời gian chi bằng chúng ta chấp nhận sự thật thì đâu có đau khổ cái này chúng ta không chấp nhận sự thật cho nên chúng ta mới đau khổ đó rồi ngoài việc còn cũng tưởng mất không tưởng thầy dạy có cũng tưởng không cũng tưởng thì đã cái việc đó nó có đó thì thôi chúng ta đừng nhắc nữa, đừng ghi nhớ nữa. đằng này nó có chúng ta vẫn ghi nhớ. rồi cái việc đó nó không có, tức là không thể nào xảy ra được. nó thuộc về những cái tư tưởng giống như là mộng du, mộng tưởng đó, những ước mơ vọng tưởng không thiết thực, nó không thể nào đến với mình được. giống như bây giờ mình rất là nghèo, không thể nào trong nhà có được trăm triệu, nhưng mà mình vẫn ước muốn, vẫn có, vẫn vẫn có những cái sự suy nghĩ tiềm tòi cho mình, ước cho mình có được một trăm triệu thì cái đó là không thiết thực nữa rồi. À, gọi là là không cũng tưởng có cũng tưởng rồi thương cũng tưởng rồi ghét cũng tưởng cho nên nói chung thì chính vì cái sự tưởng nhớ này cái người chúng ta thương thì mình tưởng nhớ rồi mà cái người ghét chúng ta cũng tưởng nhớ một cái thì tưởng nhớ để triều mến một cái tưởng nhớ để ghét thì nó không hết vậy thì còn cũng tưởng có cũng tưởng không cũng tưởng còn cũng tưởng mất cũng tưởng có cũng tưởng không cũng tưởng thành cũng tưởng bại cũng tưởng thương cũng tưởng ghét cũng tưởng thì xin thưa rằng thì nói chung ra tám cái này thì chúng ta gẫm lại trong đời của mình lúc nào đồng đạo cũng phải vướng vào đây khi Đức Thầy chỉ điểm nói như vậy thì chúng ta cảm nhận được cái điều này không thể nào chối cãi được. Thì vốn dĩ cái tâm của chúng ta là người mới sanh tánh thiện trời dành nó giống như một cái mặt hồ phản lặng vậy đó. Không có một cái dẫn sống nữa bây giờ. Cái tâm con người chúng ta cho nên khi những cái đứa bé mà nó mới lớn lên á nó mới chập chủng biết đi biết nói chuyện thì chúng ta thấy cái tâm nó trong sạch lắm. Bởi đâu có biết tưởng nhớ gì đâu. Con người rất là hiền hậu, rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi, khi nó cảm nhận được cuộc đời rồi lúc bây giờ nó sanh sự tưởng nhớ cho nên bở lớn lên tập nhiễm lợi danh đó nên tật xấu cho mờ thiện tánh thì khi cái quá trình nó tưởng nhớ như vậy thì lúc bây giờ cái tâm của nó cũng như chúng ta bắt đầu nó dậy sống và từ cái sự tưởng nhớ đó nó mới sinh ra phiền não từ sự tưởng nhớ đó nó mới sinh ra những yếu tố khác rồi đó là cái động cơ đó là ông chủ à, ông chủ chính vì ông chủ đó nó nó xúi dục chúng ta phải hành động phải nói năng theo cái sự tưởng nhớ đó để rồi chúng ta chịu khổ thì đấy là cái hành trạng mà đức thầy dạy 8 điều này thì khi mà đưa ra 8 điều này rồi thì tôi tin chắc rằng không ai phủ nhận được quá chân lý rồi quý vị ha rồi như vậy thì đó là cái hành trạng vậy thì cái nguyên nhân của nó thầy dạy là thất tình lục dục tức là đây là cái gốc bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ bao nhiêu trí não phụng sự nó rồi danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ thì tất cả những cái này phải nói rõ là chúng ta thấy rõ là đây là những cái cái gốc. Do đó thì thất tình lục dục như thế nào? Mà nó buộc chúng ta tưởng nhớ như vậy thì xin thưa rằng quý vị, thất tình lục dục đây là những cái từ ngữ mà thầy dùng cái từ Hán. Cho nên chúng ta muốn hiểu được vấn đề này thì mình phải có từ điển Hán Việt. Thất tình là bảy cái tình: hỷ, nộ, ái, ố, ai, cụ dục. Vậy thì hỷ là mừng là vui, nộ là giận, ái là thương, ố là ghét, ai là buồn cụ là sợ, dục là muốn, thì đây là bảy cái tình, à, tức là ái ố ai cụ dục, à, tức là mừng ghét giận yêu thương muốn sợ, thì đây là bảy cái tình này thì gần như cũng chính vì nó, thì chính vì nó mà nó gây lên cái sự cái 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 tám cái 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 tưởng hồi nãy đó đồng đạo à. à, bởi vì chúng ta vừa mừng quá mình cũng tưởng nè, mình cũng tưởng nhớ nè, rồi mình ghét mình cũng tưởng nhớ, mình thương mình cũng tưởng nhớ là mình sợ mình cũng tưởng nhớ nè mình muốn cũng tưởng nhớ văn thì nói chung lại tụ chung lại là thất tình là chúng ta thấy rõ là đây là bảy cái tình à, tức là bảy cái điều mà con người chúng ta thường vướng trong cái cuộc sống tiếp xúc giữa căn và trần đối với vạn pháp thì chúng ta vướng vấn đề này thì đó là thất tình còn trở lại khái niệm lục dục thất tình thì chỉ một cái khái niệm thôi còn lục dục thì thể chúng ta hiểu ở ba chỗ một là nếu nói về cái người không tu hành đó không về tín ngưỡng về tôn giáo độc phật tức là người đời đó thì theo Khổng Tử dạy thì lục dục đây là sáu cái món ham muốn về danh lợi, gồm có là danh vị tài lợi, sắc đẹp danh vị tài lợi, hư vọng, tư duy và tật đố. À, thì đây là bảy, đây là sáu cái điều ham muốn à nó rơi vào danh lợi tức là chạy theo danh lợi rồi chúng ta lại sanh tật đố, sanh tư duy vân à, dân thì cái đó thì ngay đó là lục dục của theo cái cái cái, cái thuyết cái cái thuyết của Khổng giáo, triết học Khổng giáo. Rồi khi mà đi sâu vào học Phật Thì cái lục dục học Phật thì nó có gồm hai thuyết nữa Một thuyết thì chỉ cho cái người khác giới à, Tức là chỉ cho cái sự đối sắc với nhau Giữa nam và nữ khác phái với nhau Rồi sinh ra cái lòng ham muốn Và cái lòng ham muốn này không ngoài sáu cái món Đó gọi là sắc dục nè Hình mạo dục nè Ngôn ngữ âm thanh dục nè Ai nghi tư thế dục nè Tế hoạt dục nè Và nhân tướng dục Thì đây là sáu cái điều À, tức là mình gặp cái người đó quá đẹp, thì chúng ta sanh cái lòng ham muốn. Rồi mình gặp cái tướng người đó nhìn tướng đi quá dễ thương, chúng ta sanh lòng ham muốn. Mình nghe cái giọng nói âm thinh người đó quá dịu dàng, ngọt dịu, triều mến, chúng ta sanh lòng ham muốn. Rồi mình nhìn cái da mặt người đó trắng trẻo, trắng mịn, dễ thương, tức là tế hoạt dục đó, rồi chúng ta sanh lòng ham muốn. Rồi mình nhìn cái toàn bộ người đó gần như rất đẹp, lúc nào mình cũng sanh lòng ham muốn, thì đó gọi là lục dục, à, sáu điều ham muốn theo nhà Phật. À, thì đó thì đây những cái tư tưởng ham muốn đó thì đức thầy sắp xếp đó thuộc về tà tà niệm rồi bên cạnh đó nếu chúng ta hiểu đi sâu hơn nữa nhất là đức thầy thì lục dục ở đây không ngoài lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý à, khi tiếp xúc với lục trần là sắc thinh hương vị xuất pháp thì lúc bây giờ nó sanh ra lục thức tức là kiến văn khú vị giác tri thì đây là lục dục đây tức là một cái quá trình giữa à, tức là giữa à, trần giữa căn và trần ô nhiễm với nhau sanh thức cho nên nhà Phật thường gọi đây là thập bắt thức đó tức là 18 thức và khi cái cái trạng thái nghiện ngập này trạng thái nghiện ngập này nó xui khiến cái tư tưởng chúng ta cứ quay cuồng vào đó thì vấn đề đó gọi là lục dục tức là sáu điều ham muốn mà lục dục này đức thầy diễn rất rõ nè nhãn thấy sắc thường hay bận biệu, tai ưa nghe những điệu âm thanh mắt với tay điều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi im dịu đồ thơm tho nó ưa nó chịu trốn xạ hương hay lết lại gần lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần đồ ngọt béo nữa nó mến thân ham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tấm tình ý thì ưa sửa sắc soi hình giới chức phận cho cao cho quý sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi nếu tĩnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đủ ra khỏi xác dứt được nó ấy là giải thoát thì xác trần mới khỏi đọ đài thì thầy giải rất rõ thì đây là trong trong mê tâm kệ thầy diễn tả một cái sự ô nhiễm với nhau thì những cái tư tưởng ô nhiễm ham mến triều mến giữa căn và trần đối với nhau để sanh thức đó thì những cái đó phải nói rõ là đều là à, tức là tà niệm cho nên chúng ta thấy cái nội hàm nó rộng lắm như vậy thì ngoài cái việc thất tình lục dục thầy dạy ở đây đức thầy còn cho biết nó là 13 con ma mà chúng ta đọc lại một quyển ở trong một đoạn trong khuyến thiện thì mình sẽ thấy rõ hơn thấn thất tình giữ dạng đạo trung trừ lục dục cho cho ô nhiễm thập tam ma diệt bằng trí kiếm Dứt xong rồi vô sự thảnh thơi mới ta là biển hồng trần à, lao lý diệu dê xô để mãi trong dòng vũ trượt như vậy thì rõ ràng à, đây là cái điều này là ma nó là 13 con ma thất tình lục dục 13 con ma cũng giống như 13 con ma mà chúng ta đọc lại trong cái bài à, trong việc của thân sử kỹ mà thầy dạy rất rõ vậy à, kính thưa đồng đạo như vậy thì đó là thất tình lục dục à, cái sự ô nhiễm này nó sinh ra tư tưởng gọi là tà niệm thì bên cái đó thầy còn dạy thêm đó à, tức là danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ thì đây là phải nói rõ là cái gốc luôn bởi vì suy cho cùng danh lợi cảm tình quy quyền phú quý mà chúng ta nói gọn lại là danh lợi tình thì kính thưa quý vị sống trong xã hội bây giờ gần như tất cả chúng ta đều làm tôi mọi cho danh lợi tình từ khi trừ khi những người tín ngưỡng tôn giáo người ta hiểu được tất cả đều là giả tạm cho nên người ta chuyển quá thay đổi cách nhìn nhận chuyển quá thay đổi cái tư duy thì chính vì vậy nên người ta không vướng vào các vấn đề này còn đa phần người đời thì xin thưa rằng cả một cuộc đời chỉ làm toi mọi cho danh, chỉ làm toi mọi cho lợi và cuối cùng chỉ làm toi mọi cho tình. Rồi cuối cùng rồi, đến một ngày cuối cùng rồi, danh cũng bỏ lại, không đem theo được cái gì. Mà lợi cũng bỏ lại, chả đem theo được cái gì. Mà tình thì càng không thể nào đem theo được. Vì vậy cho nên cuối cùng lại nó bỏ chúng ta hết. Thế mà trong khi còn sống, thì hàng ngày chúng ta cứ dùng cái đầu óc của mình, cái chắc xám của mình đó, để đầu tư vào cái vô bổ này, đầu tư vào cái giả tạm này để rồi chúng ta bỏ phủi bỏ hết tất cả cho nên mai thai hôm nay chúng ta học phật ông phật ông dạy đây là những cái điều phải nói rõ là nó không trường tồn đây là cái điều giả tạm cho nên chúng ta phải có một sự thay đổi tư tưởng thay đổi cách nhìn thay vì khi chúng ta chưa hiểu đạo chưa tin luật nhân quả chưa tu hành thì chúng ta nhìn cái danh lợi tình thì mình thấy rất là tích cực để chúng ta đeo đuổi theo nó suốt cái cuộc đời nhưng khi chúng ta học phật rồi mình nhận diện ra nó không thật nó giả tạm thì từ đó chúng ta quay cách nhìn lại chuyển hóa cách đầu tư lại không còn đầu tư giả tạm nữa mà lúc giờ chúng ta đầu tư cho trí tệ tức à, là chúng ta trở lại với thân tâm của mình để mình tìm một cái gọi là bất sanh bất diệt thì nó không hết vì vậy cho nên chính vì cái tư tưởng tà này mà nó sanh một cái tai hại rất lớn mà thầy dạy vì vậy con người phải lăn lộn trong sáu nẻo trong sáu đường không thể nào thoát ly ra được vậy thì cái tai hại của một cái người mà phạm vào tà niệm thì nó rất là nhiều tuy nhiên ở đây đức thầy nói một câu một là gọn nhất chính vì nó chính vì tà niệm mà con người chúng ta phải sanh tử luân hồi phải sanh làm người phải đọa địa ngục phải sanh làm ngạ quỷ phải đọa làm súc sanh thì dân dân thì nó chung quy lại chúng ta không thể nào thoát khỏi sáu con đường này mà nếu như chúng ta lên được tam thiện đạo thì đỡ còn khi mà chúng ta phạm tà niệm quá nhiều để rồi mình hành động sai sử để rồi chúng ta phải Lọt vào á, tam ác đạo thì xin thưa rằng cái tai hại nó không hết. Cho nên ở đây Đức Thầy chỉ nói gọn một câu. Nhưng theo chúng tôi nghĩ đấy là chân lý. Không thể nào chúng ta á, là là có một cái gì mà bàn thêm nữa. Thì kính thưa đồng đạo. Như vậy thì sau khi hiểu được cái định nghĩa của chánh niệm. Bộ mặt thật của tà niệm qua cái sự phân tích cái hành trạng. Có như nguyên nhân của tà niệm thì mình lúc này mình thấy rõ rồi. Tức là những cái tư tưởng chúng ta nói gọn lại những cái tư tưởng nào phụng sự cho danh lợi tình những cái tư tưởng nào phụng sự cho giả tạm cho cái cuộc đời cuộc đời giả tạm này nói chung thì những tư tưởng đó theo đức thầy đều gọi là tà niệm vậy thì ngược lại đi ngược lại chuyển quá lại thì những cái tư tưởng nào phụng sự cho cái chung lợi lạc nhân sinh những cái phương pháp tu hành thì những cái đó mới gọi là chánh niệm thì để đạt được những cái tương tư tưởng đó thì đức thầy mới dạy chúng ta cái phần hành chánh niệm như thế nào cho nên thầy dạy để thoát chỗ luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than quả quả. Như vậy thì đức thầy đặt ra một câu hỏi. Hôm nay cũng chính vì tà niệm mà tôi và quý vị chúng ta phải lên lên xuống xuống trong sáu nẻo luân hồi không thoát ly ra được. Vì vậy cho nên hôm nay muốn thoát khỏi luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than quả quả bởi vì khi nó còn luân hồi thì cuộc đời chúng ta đau khổ lắm. Mà cái chứng kiến trước mắt thì tôi và quý vị đang sống ở đây mình đang luân hồi ở cõi ta bà thống khổ này thì xin thưa rằng nếu nói nỗi khổ trần gian thì không bút vật nào tả xiết được mà đức thầy dạy là cảnh thế gian dường thể trốn mau tù trong biển khổ mới ai mà thoát đặng hay hoặc là trốn tù vốn thiệt cõi ta bà tiên cảnh được về mới đánh xa chúng sanh chìm đắm trong dòng khổ khuyến dạy bởi dương sắc ngọc tò mà thầy dạy rất rõ như vậy thì để thoát chỗ luân hồi à, tức là à, để để thoát chỗ luân hồi để ra khỏi cái cảnh lầm than thống khổ này thì chúng ta phải hành chánh niệm phải có được chánh niệm mà đức thầy dạy hãy tưởng niệm các phương pháp hành đạo bỏ các điều phù phiếm ghi nhớ công lao của đức phật đối với quần xanh bia tạc vào lòng những điều phật giáo phải nhớ rằng sát thân do tứ đại đất nước do lửa hiệp thành sớm muộn gì nó cũng bị tan rã đặng vậy ta mới bỏ được những sự xúc động các mối dục tình tránh điều lị khổ do nó gây ra à, đức thầy dạy một đoạn gọn vậy gọn hơn à? nhưng mà chúng ta phân tích cái đoạn này ra thì mình thấy rằng trong này là một ý nghĩa rất là sâu về dân tự Đọc thì chúng ta hiểu về văn tự Nhưng mà hành để cảm nhận Để ghi nhớ thì xin thưa rằng Đây cũng là một cái điều phải nói rõ là Không phải là dễ đồng đạo ạ à. Vậy thì yếu tố đầu tiên để có được chánh niệm Để thay đổi những cái tư tưởng Những cái tư tưởng danh lợi tình hồi nãy Những cái tư tưởng trong thất tình lục dục Thì có thể chúng ta tạm gọi đó là những cái tư tưởng Phải nói rõ là Mà Đức Thầy dùng là tư tưởng xấu xa Nó gọi là chân chánh Và cái thứ hai chúng ta có trách nhiệm lật đổ Tức là đánh đổ, thay đổi vào tư tưởng ông hòa đạo đức vậy thì tư tưởng ông hòa đạo đức là cái phần chánh niệm cái mà chúng ta sắp sửa trình bày đây vậy thì yếu tố đầu tiên thầy dạy là hãy hãy ráng tưởng niệm các phương pháp hành đạo vậy thì bây giờ này chúng ta tưởng tâm chúng ta tưởng nhưng mà mình phải quay cái tưởng đó không có tưởng vào thế gian nữa không có tưởng vào những cái mau tan mau rã nữa không có tưởng vào cái vô bổ của danh lợi tình nữa mà giờ này chúng ta phải tưởng phương pháp hành đạo vậy thì phương pháp hành đạo là gì thì xin thưa rằng đó là lời đức thầy Lời Châu Ngọc Đức Thầy, sám giảng thi văn toàn bộ là phương pháp hành đạo. Nếu như đồng đạo chúng ta không học đọc sám giảng thi văn toàn bộ thì lấy đâu ra pháp hành đạo? Bởi vì hôm nay Đức Thầy chúng ta đã vắng mặt rồi. Chúng ta sanh sao để muộn không nghe được một bài nào thuyết pháp của Đức Thầy cả, bằng kim khẩu cả. Cái mà chúng ta nghe được, thấy được là toàn bộ là quyển sám giảng thi văn toàn bộ à, do những người có trình độ rồi dựa vào đó để nói ra, thuyết ra để chúng ta hiểu. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta muốn có được chánh niệm thì tôi tin chắc rằng quý vị phải học thôi Phải bắt đầu rồi Bắt đầu từ lớp 1 thôi Phải học đọc là Đức Thầy mà cái này tôi đã trải nghiệm rồi chúng ta học đọc là đức thầy trong quá trình chúng ta học đọc lời đức thầy thì lúc đó tâm chúng ta là chánh niệm đồng đạo à và hơn thế nữa nếu như không có thời gian không có điều kiện học đọc là đức thầy thì chúng ta nghe cũng được mà giờ này phương tiện nghe nhìn quá đầy đủ rồi bởi vì khi mà chúng ta nghe nghe phát thanh sám giảng nghe đọc giảng thì lúc bây giờ tâm chúng ta gồm nhiếp sáu căn vào cái lời đọc giảng đó vào cái nghe đó thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ tâm chúng ta chánh niệm sợ trừ trường hợp chúng ta tai thì nghe nghe cái lời chánh mà tâm chúng ta vẫn còn nghĩ tà thì vấn đề này chúng ta chưa nhiếp được sáu căn thì cái này nó vẫn tà với chánh nó trà trộn vì vậy cho nên muốn đạt ở chỗ chánh niệm thì cái nghe chúng ta nó phải chúng ta phải biết được cái nghe chúng ta mình phải biết được cái nghe mới được đồng đạo à? biết được chúng ta nghe cái gì chúng ta theo dõi cái gì để rồi chúng ta hành theo thì như vậy mới thoát được chánh niệm. Mới thoát được tà niệm để chúng ta có được chánh niệm. Rồi hoặc giả là chúng ta nghe các bài thuyết giảng. Cho nên chúng tôi thường nói hoài đồng đạo à, thời buổi bây giờ thì công nghệ thông tin rồi. Hầu như ngày xưa chúng ta muốn nghe một bài thuyết trình, một bài thuyết pháp nó khó lắm. Nhất là những đồng đạo mà mắt kém không nhìn đọc chữ được, chúng ta muốn nghe khó lắm. Còn ngay giờ này phương tiện ngay nhìn đầy đủ, thời 14.0 mà. Chỉ cần một điện thoại thông minh thôi thì chúng ta muốn nghe được tất cả những gì đó trên thế giới này. Cái điều tốt đẹp nhất cũng đều có ở đó. Và cái điều tệ hại nhất cũng đều có trong đó. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần chắc lọc lại, tin lọc lại những cái điều nào đạo đức, những điều nào phải nói theo cái khuôn khổ tôn giáo chúng ta, thì chúng ta nghe. Có thể à, chúng ta do cái hoàn cảnh gia đình của người tại gia cư sĩ, hàng ngày chúng ta làm luận đủ thứ hết á. Nhưng mà tôi tin chắc rằng có làm nhiều gì nhiều nhưng chúng ta cũng hay có thời gian nghỉ. Thí dụ bằng ngày chúng ta làm cả ngày thì đương nhiên giấc chiều giấc tối này chúng ta có thời gian nghỉ. Sau thờ cúng rồi chúng ta nằm làm gì quý vị? Thì lúc bây giờ chúng ta nghe một bài thuyết giảng. À, nghe đọc một đoạn giảng để chúng ta thư giãn. Cái này mới đúng là thư giãn nè, gọi là giải trí nè. Còn nếu như đồng đạo lúc nào rảnh chúng ta không chịu nghe thuyết giảng, không chịu nghe đọc giảng mà chúng ta xem một cái tập phim rồi hoặc chúng ta nghe một chương trình ra ra, ra cười gì đó hoặc là chúng ta nghe một chương trình gì đó thì xin thưa rằng cái này nó rối trí không phải là giải trí cái 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 về sự thì nó là thư giãn nhưng mà thật chất đã đi sâu vào lý không phải là thư giãn như là chúng ta xem phim thì làm chúng ta rối trí lúc bây giờ cái tâm chúng ta hướng về hướng khác không còn hướng về phật pháp nữa thì đó là tà đó rồi lại chúng ta sanh cái lòng tức tối bức rứt à, bởi vì những cái giả này nó làm chúng ta phải nói rõ là hết sức là, là sao động À, chính vì lẽ cho đó cho nên muốn được thư giãn, muốn được giải trí thì xin thưa là không bằng không gì hoài chúng ta nghe học đọc là đức thầy mà thầy dạy là ráng tưởng niệm tức là ráng ghi nhớ đó tưởng tức là luôn luôn dạ niệm là ghi nhớ các phương pháp hành đạo cho nên thì kính thưa quý vị đôi khi hàng ngày ngoài việc chúng tôi học đọc ra thì cái tư tưởng của tôi đó, thì gần như lúc nào tôi cũng nhớ phương pháp hành đạo hết cũng tư duy hết nhớ đề chi nhớ như vậy mới có những cái bài nói chuyện mới mẻ nhớ như vậy mới lên diễn đàn phục vụ quý vị được như từ trước đến nay thì như quý vị biết đó thì không phải mà đang không mà nói được như vậy chúng ta phải bỏ vốn vào đó phải đầu tư vào đó thật ra có những cái bài giảng tôi đầu tư mấy ngày quý vị à tư duy mấy ngày đó mới nói được vậy chứ không phải đang không nói được vậy đâu cho nên những cái mà chúng tôi chia sẻ đây là chia sẻ cái thật của mình những cái mình đã trải nghiệm rồi muốn chia sẻ đồng đạo mình thôi cho nên trở lại hãy tưởng niệm các phương pháp hành đạo thì nói chung nó nhiều lắm có thể chúng ta niệm phật cũng được như tôi nói hồi nãy niệm phật là chánh niệm thì niệm phật cũng là phương pháp hành đạo có thể chúng ta tu thiền cũng được chúng ta tưởng lự chúng ta tỉnh lự chúng ta tư duy chúng ta nói chung là cái gì mà thuộc về phương pháp tu hành thì đó là chánh niệm mà đức thầy dạy là sớm tối đi nằm ý chánh pháp thì sao thầy Nguyên nhắc đến cảnh Long Quá vậy thì sớm tối đi nằm ý chánh pháp đây là phương pháp thiền phương pháp mà phải nói rõ đồng đạo chúng ta phải cố gắng tư duy phải cố gắng tưởng nhớ được lời đức thầy phương pháp hành đạo À, thì đó là cái yếu tố thứ nhất trong cái phần hành chánh niệm. Và bên cạnh đó ngược lại với, đối lại với à, à, tức là ráng à, tức là ráng tưởng nhớ các phương pháp hành đạo thì thầy dạy là bỏ các điều phù phiếm. Vậy thì chữ phù là nổi. Chữ phiếm là không thật. Vậy thì phù phiếm là những cái điều không thật. Những cái điều này Đức thầy ví cũng như là mây nổi, cũng như bọt nước vậy đó thì đây là những cái điều gọi là là, 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 là phù phí mà thầy dạy là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ nè giật ở trận như bọt nước làng mây thì bọt nước làng mây là phù tức là cái sự nổi lên rồi mất nay bay chỗ này mai bay chỗ khác và phiếm là không thật như vậy thì mong rằng khi chúng ta hành chánh niệm thì những cái điều này khi mà chúng ta nhận diện ra những cái điều danh lợi những cái điều ái ố những cái điều thương ghét những cái điều không hài lòng những cái điều phân biệt đó thì những cái điều này đều gọi là phù phím cho nên hôm nay chúng ta nếu còn có tâm phân biệt đúng và sai đó thì xin thưa rằng nếu mà đi sâu vào chân lý của đại thừa đó mà nếu tâm chúng ta khởi cái phân biệt đúng và sai đó thì chúng ta vẫn phạm vẫn phạm vào ta ta niệm. Cho nên dầu rằng người ta nói sai, người ta nói đúng nhưng mà chúng ta hết 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 sức gì đó thì mình góp ý thôi chứ tâm mình không được phân biệt. Mà vấn đề này nó phải là dễ làm. Bởi vì khi một người nọ nào, nào đó mà làm cái điều mà trái mình rồi thì lúc bây giờ tâm mình nào nó đưa ra hàng nghìn cái điều phân biệt. Nó phản biện với nhau, nó xáo trộn với nhau, nó phân biệt đúng sai với nhau thì chúng ta không đạt kết quả. Vậy thì trở lại ở chỗ này, cái điều phù phiếm này, Đức Thầy dạy chúng ta bỏ điều phù phiếm, tức là điều phù phiếm này mình nói gọn lại, tức là những cái điều mà phụng sự danh lợi tình giống như cái tà niệm chúng ta bàn hồi nãy đó. Thì mình phải nhận định lúc này quý vị phải nhận định cái nào thiệt à, cái nào giả. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta đi sâu vào cái pháp hành gần cuối bát cánh đạo rồi thì chúng ta phải nhận định được thí dụ thầy dạy là sông dưới núi trước kia mắc ngó khi chết rồi thấy nó nặng nào ai biết đường hãy sớm tạo đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi thì khi mà chúng ta chưa học bà chánh niệm này thì khi mình buổi chiều mình ra nhìn sông nhìn nước sông núi thì mình hoan hỷ lắm mình nghĩ đó là thật thụ cảnh sông núi cảnh là là, là 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 là, là non sông nước biết là thật nhưng mà khi chúng ta học phật rồi nó không thật nó sẽ biến mất một ngày nào đó thôi mà nó không biến mất thì ta cũng biến mất bởi vì khi ta về một thế giới vĩnh hằng ta đâu còn thấy nó nữa. Vậy nó có thật không? Không, nó giả. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta phải nhận định cái điều đó nó không thật, nó là phù phiếm. Dù rằng nó là sông, dù rằng nó là núi, nó là một cái vật thể không có thể thay đổi được. Nhưng mà nếu nói theo định lý thành trụ vậy không thì nó có thể thay đổi được. Theo cái nhìn của ta, ta nghĩ nó chắc chắn nó không thể thay đổi được. Nhưng mà theo cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của tạo hóa, cái nhìn của dịch học, cái nhìn của cái quy lực thành trụ hoại không sanh trụ dễ diệt thì nó thay đổi được nó không còn giữ y cái hiện trạng đó mà thầy dạy là trên dương thế hữu hình tác hoại có sanh ra khổ hải đâu chừa vì vậy cho nên khi một cái người trí người ta hiểu đến đây người ta không còn đuối chạy theo vấn đề này nữa cho nên lúc bây giờ người ta không có còn chạy theo cái điều phù phiếm nữa cái điều không thật cho nên đức thầy mới dạy chỗ này và chúng ta ngoài cái việc chúng ta bỏ đi cái điều không thật này thầy dạy là ghi nhớ công lao của đức phật đối với quần xanh bia tạc vào lòng những điều Phật giáo vậy thì giờ này chúng ta phải có trách nhiệm cái sự tưởng nhớ của mình lúc này bắt đầu mình mới ghi nhớ công lao Đức Phật tức là ghi nhớ cuộc đời Đức Phật mà tôi nhớ lại rồi Đức thầy tại sao Đức thầy viết lại lược sử Phật thích ca mâu ni bởi lúc bây giờ thế gian đã có rồi nhưng thầy cho biết rằng có một điều già trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo cho nên theo tôi nghĩ rằng tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta bất cứ ai cũng phải hiểu được cuộc đời Đức Phật dựa theo là đức thầy hoặc là dựa theo tam tạng kinh điển dựa theo đạo phật để chúng ta có một cái cách nhìn căn bản có như vậy thì chúng ta mới thoát được tà niệm mà ở chỗ này thầy dạy chúng ta phải ghi nhớ công lao đức phật đối quần sanh có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng mang ơn phật phải ghi nhớ công lao đức phật nếu như thế gian này không có đức phật ra đời không có đức từ phụ đức ca mâu ni ra đời thì thế gian này vẫn trôi lăn mãi trong dòng sanh tử luân hồi bởi vì trước đức phật còn có các vị phật khác như tỳ bà thi phật phật ca diếp rồi nhiên đăng có phật vân vân có nhiều vị phật lắm nhưng mà cuối cùng rồi thì các vị phật này gọi là độc giác phật tức là các người tự tu tự đắc tự giải thoát các người đâu có ở lại để độ chúng sanh đâu vậy thì mai thai hôm nay đức phật chúng ta là vị phật trong thời kỳ này là vị phật lịch sử mà tôi thường nói thì ngài đắc đạo rồi đáng lẽ ra ngài giải thoát chứ mà ngài không giải thoát ngài trụ thế 49 năm bởi vì ngài nhìn thấy được các chúng sanh đều có như ta bị vô minh vọng tưởng vại tà nên quay lộn ta bà coi khổ ngài thấy được tất cả chúng ta có một cái khả năng thành phật có một cái khả năng tu tập giống như ngài nhưng mà tại vì bị vô minh tại vì tâm tối tại vì quá nặng nợ nặng nghiệp cho nên chúng ta không thấy đường mà đi vì vậy cho nên ngài mới khai mở chúng ta một cái chánh trí để chúng ta vào lộ trình giải thoát cho nên ngài mới khẳng định là ta là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thành ta là Phật hiện tại, chúng sanh là Phật tương lai. Vì vậy cho nên nếu nó góc độ nào đó, tất cả chúng ta phải mang ơn Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ công lao cứu khổ cứu giới quần sanh của Ngài. Từ khi Ngài thành đạo, dân du từ đây mai đó, nơi nào cũng có gót chân của Đức Phật, khắp vùng Trung Ấn Độ, trên dưới trải dài 49 năm đồng đạo. Cực khổ lắm. Đức Phật đâu có phải ngủ ngon giấc cho chúng ta. Đức Phật đâu có chỗ lành lặng nhà cửa im mắm chúng ta đâu. Mà Đức Phật đi tới đâu? Chỉ để Phật ngủ tới đó Nơi nào có được tịnh xá Có được cái nơi kiên cố cho Phật ngủ thì hên Trời, có những khi thì Phật phải ngủ trong rừng Rồi đến đi đến những cái nơi không có thức ăn ăn Đôi khi Phật phải ăn cắm ngựa Cực khổ như vậy đó đồng đạo à Nhưng Phật không bao giờ than giảng Vì vậy cho nên Ngài sẵn sàng để một cái quá trình tiếp độ chúng sanh Ngài chỉ biết bao nhiêu khổ não không than gian Cho nên hôm nay khi nghĩ đến điều này rồi Thì đồng đạo chúng ta có cực khổ cả nào Nhưng mà nhớ lại công lao Đức Phật rồi Chúng ta không có còn than nữa đồng đạo à mình giờ này đi đâu cũng đi xe không à Lên xe xuống ngựa không à Ăn uống thì đầy đủ Nhà cửa thì phải nó ấm áp Còn Đức Phật ngày xưa đâu có được như vậy Cho nên tôi nhớ rằng những ngày đầu mà chưa có được cái tỉnh xá đó mình đọc, Thì Đức Phật ngủ trong rừng Rồi nhiều khi rừng cũng không trú được mưa Cho nên cuối cùng Đức Phật phải trú vào cái mang của con rắn hổ Bởi ngày xưa quý vị biết rằng rắn nó to lắm Cái mang rắn hổ mà nó nó, nó phùng đó nó lớn lắm Nó trùm Nó trùm cái đầu Đức Phật kìa nè Đức Phật nương vào cái mang rắn hổ mà Đức Phật ngủ cho nên quý vị thấy rằng cái người Campuchia đó ở chùa nhất là ở Việt Nam mình cũng còn những ngôi chùa ở trong tri tôn gần mình ở đồng đó thì ta để cái biểu tượng cái cái rắn hổ mang đó thì đây là muốn nói là mang ơn rắn hổ tri ân rắn hổ mang nhờ cái mang nó lớn như vậy mà Đức Phật trú mưa được vào đó để đưa lên một hình ảnh rồi tôi nói đồng đạo hình dung đi Đức Phật phải trú mưa với một cái dưới 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 cái cổ cái mang rắn hổ như vậy đó mà chịu năm này qua tháng nọ rồi mai thai sau đó có được tỉnh xá các nơi Nhưng mà cũng không đồng điều Đến tỉnh xá thì ở được Rồi đi xa khỏi tỉnh xá thọ thì Đức Phật vẫn trú trong rừng Và một cái điều đau đớn hơn nữa Lứa tuổi 80 mà Đức Phật vẫn còn rải đây mai đó Và cuối cùng Đức Phật chúng ta phải nhập diệt trong rừng Tha La Sông Thọ đó Tức là yếu rồi Bị bệnh kiết lỵ yếu rồi Không còn sức khỏe nữa Cho nên chúng đệ tử tăng đòn mới mắc cái giỏng Giữa hai cây Tha La Sông Thọ cho Phật nằm vào đó Chứ lúc đó bây giờ đâu có trỏng có bàn gì đâu Không lẽ nằm dưới đất sao Cho nên là các các vị đệ tử mới mắc cái võng qua hai cây Tha la sông thọ Phật nằm trên cái võng Và đó là cái nơi cuối cùng mà Đức Phật trút hơi thở sâu cục Nhập diệt nơi cái rừng Tha la sông thọ Bên hai cây Tha la mắc cái võng của Đức Phật Thì kính thưa đồng đạo Thì tôi nói gì quý vị hình dung giùm tôi cái Cô đời Đức Phật có gì sướng sướng đâu quý vị Đức Phật ra đời dưới cõi đâu ua Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề và Đức Phật nhập diệt với cõi Tha La có gì đó sung sướng giàu rằng là mình vàng thái tử giàu rằng là đông cung thái tử giàu rằng là một cái người quyền quý giàu sang là phải nói rõ là của cải phải nói là ngút trời nhưng mà cuối cùng rồi vì cái sự nghiệp giải thoát chúng sanh mà ngài phải khổ như vậy rồi hôm nay đức thầy chúng ta cũng vậy cũng không khác đồng đảo không đức thầy chúng ta cũng rải đây mai đó bị người pháp lưu cư từ tổ đình xuống xe đét rồi xuống cần thơ rồi vào nhà thương cần thơ, ra nhà thương là 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 chợ quán Sài Gòn vào Botcatinat, rồi trở về bạc Liêu rồi ra Sài Gòn ở sở hiến binh của Nhật, rồi cuối cùng thầy phải tham chánh. Trên một quá trình dài dặn 7 năm 10 tháng 7 ngày đức thầy chúng ta cũng phải hết sức là bao nhiêu chịu hết sức là bao nhiêu điều cay đắng rồi mới truyền lại cái đạo chúng ta ngày giờ này trên cái công lao của đức thầy mà đối với toàn thể tín đồ, hàng triệu triệu con tim người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thì không hề nhỏ. Ta chịu khổ khổ cho ba tánh hay hoặc là đức thầy cho biết rằng đó là tức là tâm can tỳ phế thận đau hoài Hai gì sanh chúng còn lao lý nguyện uống cho đời chén thuốc cai hoặc là phận tớ sát phàm tớ sẽ dưng cúng dường cho phật phật định ưng dầu cho phải chịu ngàn cái đắng cũng nguyện đạo màu sẽ trắng hưng cho nên nói đến cái ghi nhớ công lao đức phật đối với quần xanh chúng ta nói ngày này sang ngày kia không hết ở đây chúng tôi chỉ tóm gọn vậy thôi như vậy thì cái tư tưởng chúng ta cái tư tưởng chúng ta không được nhớ cái khác chúng ta chỉ nhớ phương pháp hành đạo Chúng ta chỉ nhớ đến con Đức Phật và đặc biệt chúng ta chỉ bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Cho nên chúng ta chỉ bia tạc vào lòng những điều Phật giáo thôi. Kính thưa đồng đạo, bia tạc là khắc cốt ghi tâm, khắc tạc vào lòng của mình những cái điều Phật giáo, chứ những cái điều thế gian, những điều danh lợi thì chúng ta nên đưa nó ra ngoài. Chúng ta nên chuyển quá cách nhìn, nên thay đổi cách nhìn. Cho nên giờ này đồng đạo à, nếu như tôi biết được đồng đạo học giảng thầy, đồng đạo nào mà có nghiên cứu có nghe thuyết giảng tôi mừng lắm. Bởi vì đó là chân lý đó Còn nếu như hôm nay chúng ta tu đọc Phật giáo và hả Mà cái gì chúng ta cũng không biết Hàng ngày chúng ta không có lo học đọc giảng thầy Cũng không có nghiên cứu, không nghe thuyết giảng Thì mình sẽ bỏ phế một thời gian dài Mình là tín đồ Mình có cúng lại Luôn cả có ăn chay Luôn có có từ thiện Mà nói tới điều Phật giáo thì chúng ta không biết gì hết Chúng ta không có khi không có bi tạc lòng những điều Phật giáo Mà chúng ta thường là bia tạc vào lòng những cái điều nhân ngã Những cái điều ham muốn những cái điều dục lạc và những cái điều thị phi phiền não chính vì vậy kêu đắc đạo thì làm sao được đồng đạo làm sao đắc được bởi vì chúng ta làm sai vậy thì chúng ta nhớ phiền não nhớ thị phi nhớ nhân ngã nhớ hơn thua nhớ danh lợi nhớ chức quyền nhớ quyền tước thì chúng ta cũng sanh về con người hoặc là sanh tệ con người để chúng ta vào cái cảnh giới này nè cảnh giới phiền não này nè cảnh giới hơn thua này nè chứ có gì đâu mà lạ về vậy, trên nước thầy mới dạy chúng ta nơi đây là bia tạc vào lòng những điều phật giáo và cái cuối cùng nữa Đức Thầy dạy Chúng ta phải nhớ rằng Cái xác thân này Cái quan trọng trong đường tu hôm nay Về phần chánh niệm này Chúng ta phải tưởng niệm cho được Cái thân này là do tứ đại Đất, nước, gió, lửa hiệp thành Điều này không thể nào chối cãi được Và một ngày nào đó nó sẽ bị tan rã Thì thật sự ra chẳng những Đức Phật nói Đức Thầy nói mà Đức Phật đã nói từ lâu rồi Cái thân của chúng ta gọi là Cái thân trúng ấm này do tứ đại Những cái chất đặc như là xương thịt nó thuộc về cái 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 cái, cái hành 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 thổ của là hành đất rồi những cái chất lỏng như máu huyết thì thuộc về hành thủy à, tức là nước rồi những cái chất cái hơi ấm thì thuộc về hành quả à, tức là lửa và cái khí cái hơi thở chúng ta nó thuộc về cái 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 hành phong tức là gió thì đây là bốn cái điều tụ trung lại à, đất nước gió lửa để hiệp thành cái con người chúng ta mình phải nhớ như vậy Và chính vì lý do đó mà một ngày nào đó Khi bốn cái này nó tan rã ra Đến cái ngày cùng của chúng ta rồi Thì quý vị thấy rằng khi chúng ta đem đi chôn Thì một thời gian Thì xương thịt nó rã ra Nó quần lại đất Máu huyết chảy ra chở gì nước Cái chất nóng của chúng ta khi mà nó ra khỏi con người Chúng ta nó lạnh lại thì chất nóng này nó trở về mặt trời Sự ấm áp mặt trời Và hơi thở chúng ta trở về với phong đại Trở về với gió Chứ đâu có gì đâu quý vị Vậy thì cái ý này Đức Thầy muốn nói rằng Chúng ta phải nên quán sát được cái thân mình là vô thường Kiếp người giường chùm gửi bám vào cây Ở thế gian ai rõ kẻ chân Thầy Mà Thầy dạy trong bài không buồn ngủ Có nghĩa là chúng ta phải quán được cái thân này không thể của ta Cái thân này vô thường Cái thân này rồi đây sẽ già Rồi đây sẽ bệnh già Rồi đây sẽ chết Kính thưa quý vị Cuộc thế trao dòi mượn tắt hơi nín thở nằm ngay không cửa quậy xót thương con trẻ khóc đó lời mà thầy giải trong tỉnh bạn trần gian cuộc đời của người chúng ta thấy như vậy nhưng nó ngắn lắm đồng đạo à nó chỉ một tắt hơi thôi nó ngắn như vậy đó nếu chúng ta thở ra được hít vào không được thì cỡ như chúng ta mạng giống nó ngắn vậy đó phải nói gọn vậy đó. mà bình thường mà ai nói thân này giả tạm thân này không thiệt của mình là chúng ta không chịu à ai đụng ta không được à nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết cho nên tôi nói rằng chúng ta nên dán cái chữ tử. Nhất là thời gian dịch bệnh corona xảy ra toàn cầu này thì chúng ta thấy rõ ràng không? Rõ ràng thân vô thường không? Nhiều khi mà bắt đầu đi cách ly. Cách ly xong rồi là đấy cũng là cái lần tiễn đưa sau cùng luôn. Vài tháng sau, vài ngày sau thì đem hũ chốt về. Cái hũ cốt gỡ về này là phan chí tâm. Rồi lúc bây giờ rõ ràng là xót thương con trẻ khóc đôi lời. Chứ còn gì đâu quý vị. Thân này là vốn dĩ là giả tạm mà. Phải không đồng đạo? Như vậy thì mai tham nó gặp Đức Thầy. Đức Thầy chỉ cho chúng ta biết được cuộc đời là không thật Cái thân là giả tạm Thì lúc nào quý vị cũng nhớ điều này cho tôi Đây là cái điều mà chúng ta hằng ghi nhớ đó Phải luôn luôn nhớ rằng xác thân này do tứ đại đất nước hiệp thành Sớm muộn gì cũng bị tan đã Nghe Đức Thầy nói rằng chúng ta phải nhớ cái thân này Không phải thiệt thân của mình Thân này thân mình vai mượn Rồi của bốn đại Một ngày nào đó chúng ta trả về cho bốn đại thôi Đặng vậy tức là chúng ta có hiểu điều này thì mới bỏ được sự xúc động tức là cái sự xúc động là gì là cảm thọ đâu đó nếu mà chúng ta không không nghĩ cái thân này là giả cho là thân này thật thì chúng ta vẫn còn cảm thọ không phá được ngữ uẩn vẫn còn cảm thọ trừ khi chúng ta nghĩ cái thân này là giả thân này là không thật cho tới đại hiệp thành lúc giờ mới tức là chúng ta đặng dậy tức là như vậy đó được như vậy chứ đặng là được được như vậy chúng ta mới bỏ được các sự xúc động các mối dục tình và tránh điều liệu khổ cho nó gây nên vậy thì khi mà chúng ta cảm nhận được cái thân là không thật thì lúc bây giờ chúng ta thoát khổ đồng đạo à chúng ta chứng đắc tại thế gian bởi vì khi mình nghĩ cái thân này nó không thật rồi thì mình đâu có dạy gì mà đầu tư vào cái thân này nữa nó đau thì kệ nó nó ham muốn thì kệ nó kệ nó đi không quan tâm tới nó cái quan trọng là mình đầu tư vào trí tệ đầu tư vào uh, chánh niệm đầu tư vào chân chánh để rồi chúng ta đi vào lộ trình giải thoát thì đó là cái ý hành chánh niệm mà đức thầy dạy trong cái phần dân tảng và hơn thế nữa ngoài cái việc chúng ta bằng dùng cái đầu óc dùng cái sự suy nghĩ dùng cái chắc xám Đi tư duy các cái điều chân chánh cũng như các cái điều tạm giả là không thật ghi nhớ lời đức phật ghi nhớ công lao đức phật ghi tạc lòng phật những điều phật giáo thì bên cạnh đó ở cái phần chánh niệm này đức thầy còn phụ thêm cho chúng ta biết rằng câu chánh niệm thiết tha nhiều nổi khi cầu nguyện đừng có phạm lỗi phải làm tròn các việc dạng toàn Dân cho nên làm bướng làm càng trong lúc ấy niệm cho lấy có mà thầy viết trong giác mới tâm kệ Như vậy thì từ đó chúng ta mới suy ra được rằng cái sự trách nhiệm này ngoài cái ghi nhớ chữ chân tránh ra Như chúng ta trình bày nãy giờ thì nó còn ảnh hưởng rất lớn Ảnh hưởng rất lớn đến cái con đường Cái sự cúng lại hàng ngày của chúng ta Đây cũng gọi là chánh niệm Vì vậy thầy mới dạy ở đoạn khác trong bài giảng dò Thứ bảy chánh niệm vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm như vậy thì nếu như khi cầu khi nguyện mà chúng ta không thành tâm thì đó là chúng ta đang bị tà niệm đồng đạo cho nên điều này hôm nay đức thầy dạy chúng ta mới rõ đồng đạo chúng ta mới rõ vì vậy cho nên trong vấn đề cầu nguyện lễ bái sớm chịu người tín đồ đạo Phật nhé hòa hảo cái quan trọng nhất là đồng đạo chúng ta phải làm cho thành tâm chứ không phải làm bướng làm càng được niệm cho lấy có tức lúc bây giờ chúng ta lại lại Phật mà thành ra chúng ta lại cái bàn lại cái lưu hương và lại Phật đâu bởi vì chúng ta cái tướng thì cầm cái nhang xá xuống quỳ à, cúi kính dân hương trước của quyền cầu trên tất tổ chứng đồng thiền mà tâm chúng ta tán loạn, nhiều khi miệng chúng ta đọc ra tiếng mà tâm chúng ta nghĩ gì không, à, nghĩ thương bà kia, nghĩ ghét ông nọ, à, nghĩ giận đứa cháu này, nghĩ là, là 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 buồn đứa con nọ, buồn con dâu kia thì cứ như vậy thì chúng ta có có cúng lại gì đâu, vậy thì chúng ta là tà niệm rồi vì vậy cho nên cái thời cúng chúng ta rất là quan trọng đồng đạo ạ. À mà thề dạy là muốn cho nên phi sớm chiên cần lòng trí nguyện sở cầu phật thánh chúng ta muốn nên là phải lòng trí nguyện phải sở cầu phải thành tâm phải thành ý như vậy mà đạt kết quả và luôn tiện đó là vấn đề trách nhiệm đó cho nên hôm nay trong đề tu của mình ngoài cái việc chúng ta ghi nhớ sự chân tránh ra mà sự cúng lại chúng ta mà nếu như chúng ta không hoàn chỉnh cho phép tôi dùng cái từ không hoàn chỉnh mà thật chất ra là không hoàn chỉnh thật bởi vì nhiều khi cũng là một cái bài cúng anh em cùng một đạo với nhau nhưng mà kỳ thật ra cái sự hành trì thì xin thưa không giống nhau kính thưa đồng đạo chính vì không giống nhau này nè mà nó có nảy sinh những cái vấn đề này vấn đề khác ủa sao anh lại khác với tôi anh này nói ủa sao anh lại khác với tôi thì xin thưa rằng vấn đề này nó gây một sự tranh cãi trong vấn đề thờ phượng lấy bái cúng kiến hàng ngày cho nên à, tôi nhớ lúc bây giờ Đức thầy tô đình thì có hai đồng đạo chúng ta rình quý vị ở à, phía nhà trong mới rình coi đợi thầy cúng bắt coi có coi thầy cúng sao bắt chước cúng theo vậy thì sau khi cúng xong thầy kêu hay bị đó thầy rầy thầy nói mấy ông ở gần tôi mấy ông nhìn thấy tôi cúng cúng theo tôi vậy là đúng rồi sau này những đồng đạo không gần tôi ở xa tôi nghe giáo lý của tôi người ta tu vậy là sai hết sao thôi mấy ông đừng nghĩ vậy cái quan trọng là khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm thì đây là cái quan trọng đây cho nên hôm nay tôi tôi nói như vậy, đồng đạo nên nhớ rằng trong thời cúng của mình mình phải dẹp bỏ hết muôn duyên để chúng ta thành tâm cầu khẩn Phật, cầu khẩn Tam Bảo, cầu khẩn của quyền thất tổ mà thầy dạy là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chứ đức cam lồ Phật ban, hoặc là tới với ta cho đem đồ cúng chứ đem theo hai chữ thành lòng. Cái quan trọng chúng ta phải thành tâm phải thành lòng, như vậy chúng ta mới có chánh niệm. Nên cho nên cái đặc biệt cái chánh niệm của thầy là lòng ghép đi đôi ý sự cũng là hàng ngày do đó cho nên sự cũng là hàng ngày không phải là cái điều đơn giản chúng ta phải lưu ý như vậy thì trở lại để có được chánh niệm thì yếu tố đức thầy dạy thứ nhất là chúng ta tưởng niệm phương pháp hành đạo chúng ta phải bỏ hết những cái điều nguyễn giả luôn các thân chúng ta chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ nó là giả nó không thật nó là phương tiện nó là quán trọ của linh hồn nó là phương tiện để cho chúng ta mượn nó thuyền bè để qua sông khi qua sông rồi chúng ta bỏ nó và hơn thế nữa chúng ta phải nhớ một điều rằng cái 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 chánh niệm này đó nó cũng như một cái 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 đĩa ghi đó trong tư tưởng chúng ta nó ghi đủ thứ hết từ xưa đến giờ vì vậy cho nên hôm nay khi tu rồi chúng ta phải lục cái đĩa ghi này ra để chúng ta lọc lừa nắm vững từ tư tưởng từ những cái dữ liệu nhỏ trong đĩa ghi này những cái dữ liệu nào nó rơi vào chân chánh những cái dữ liệu nào nó phụng sự chúng sanh thì chúng ta lưu giữ lại còn những cái dữ liệu nào nó rơi vào tà, nó rơi vào cái chuyện danh lợi, nó rơi vào cái chỗ là thất tình lục dục, nó rơi vào cái chỗ phụng sự lợi ích cá nhân của chúng ta, quan điểm cá nhân chúng ta thì chúng ta bỏ nó ra ngoài kính thưa đồng đạo. Và hơn thế nữa để đạt được yếu tố cao nhất trong phần chánh niệm này thì tôi đã nói nãy giờ không ngoài phương pháp chúng ta niệm Phật. Chúng ta cúng lại phải đâu ra đó đàng hoàng theo một cái tiến trình mà Đức Thầy dạy. Nếu đồng đạo muốn cần muốn rõ hơn thì xem lại các đề tài thờ phượng lễ bái của tôi cũng như của đồng đạo giáo lý viên đoàn Quỳnh Lương đã trình bày rất rõ đó thì chúng ta phải thực hiện theo một cái nghi thức thờ cúng đúng theo đạo Phật giáo hòa hảo mà cái yếu tố quan trọng lúc đó thì chúng ta phải giữ cho được cái chánh niệm tức là phải cầu nguyện phải thành tâm và đồng thời thì chúng ta phải niệm Phật lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật hết thì đây là một cái phương pháp hành đạo dễ thực hiện hết thì tôi tin chắc rằng khi mà chúng ta niệm Phật từ nắp thang đầu tiên là chúng ta niệm trong thờ khóa tức là cúng xong muốn niệm phật cũng được ngồi bán già thắng lưng niệm nam mô với đà phật rồi chúng ta niệm trong tứ tướng quay nghi thì khi đồng đạo niệm được trong tứ tướng quay nghi thì lúc bây giờ chúng ta thành công một nửa rồi thành công một nửa đã có được chánh niệm rồi bởi lúc giờ tâm chúng ta đâu có còn móng khởi cái gì nữa ngoài chánh niệm và để đạt yếu tố cao hơn nữa thì đồng đạo chúng ta phải nghe lời đức thầy dạy là chúng ta niệm phải đến chỗ nhất tâm bất loạn khi hành giả niệm phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì tôi tin chắc rằng đến đây chúng ta hoàn toàn đạt được chánh niệm và khi đạt được cái niệm rồi thì tự nhiên nó sẽ chuyển chúng ta vào cái chỗ gọi là bản lai thanh tịnh tức là lúc này chúng ta sẽ tự niệm tức là niệm cái bản lai thanh tịnh là chúng ta sẽ tưởng nhớ cái bản lai thanh tịnh thì lúc này chúng ta trở lại cái gốc chủ nhân ông trở lại nít bàn diệu tâm à, trở lại chân như diện mục thì lúc bây giờ chúng ta giải thoát còn gì nữa quý vị lúc bây giờ tâm chúng ta là tịnh độ tánh chúng ta là nít bàn tự tánh tịnh độ tự tâm thì lúc bây giờ chúng ta đã hoàn mãn cái phương pháp tu hành chánh niệm rồi vì thì một chánh niệm này sẽ đủ công năng đưa chúng ta được vãng sanh cực lạc một chánh niệm này có đầy đủ công năng đưa chúng ta đến chỗ giải thoát nếu như chúng ta thuần hóa được cái tâm mình thay đổi được cái tâm mình lọc lừa tư tưởng của mình hoàn toàn trở nên tư tưởng ôn hòa đạo đức thì lúc này chúng ta đã hoàn mãn cái bài chánh niệm mà đức thầy đã dạy chúng ta trong bát chánh đạo kính thưa đồng đạo thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề chánh niệm mà chúng tôi đã tin gọn lại thì cũng hết sức là kính cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi cũng như lắng nghe chúng tôi trình bày. À, trong quá trình trao đổi không sao tránh khỏi những sơ sót thì rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bố khuyết thêm. Thì cuối cùng chúng tôi cũng không quên à, cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta à, tinh tấn tu hành thực hiện theo lời Đức Thầy đã dạy. À, đức Thầy đã cho biết rằng à, tức là tỏ ít câu à, cầu chúc cho đời à, mong ba tánh dạng dân giải thoát trân trọng kính chào nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật